chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 8688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Bốc đầu. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Bốc đít. Ôi, im vào ngay. Hôm nay anh em mình lại có việc rồi mọi người ạ. Không phải có việc mà hôm nay phải đi bón phân. Mà lại cả đi bón phân. Hôm qua không phải là cho đấy mà hôm qua bị trâu bị sộc nó ăn mất. Đấy anh đâu không bắt đền. Hả? Người ta bắt đi bón phân giải lại thôi, không mất tiền. Thế bây giờ sáng đâu chở phân ra rồi, mày ra mày bốc phân bón vào cho tao. Thế là anh bị dở hơi à? Hả? Đó. Bốc phân bón vào cho tao. Thế kia anh bảo em đi bốc cứt à? Thì chẳng thế à? Chờ tao tí, tao có cái này. Cái gì nữa đi? Muối ớt. Thế anh mang đi trồng cái gì? Thế mà đừng có bảo là trồng cứt. Không phải. Đi bốc phân lại xong muối ớt đi ăn gì? Đi, cứ đi thôi, mình đi dọc đây xong có cái gì ăn được thì ăn. Trời ơi. Trong tay anh bốc phân thì anh đi bốc đấy luôn à? Thì cứ đi đã, biết được. Mình cứ đi thôi. Anh đi bốc phân đấy à? Tí ngã. Đây trèo lên này. Trèo lên cũng được. Anh à. Có chó. Ba ơi. Có kìa. Có cái gì? Nào trèo lên. Trèo được không? Còn đi. Còn phải ẩn đít nữa. Rồi không cần. Làm phải quệt quệt. Đấy. Cho muối ớt siêu cay. Cắn một phát con được dại. Ui. Tứa chưa? Tứa nước dại chưa? Wow, đấy chấm này. Chấm này. Ui, nó mềm. Ui. À. Cay với cay và chua ngon nhỉ. Anh lấy cái muối hột à? Ừ. Muối hột ăn này mới ngon. Muối hột cay không ngon.
ăn làm sao cho mọi người cảm giác được là cái độ chua nó như thế nào. Đây, làm nửa quả luôn, cắm nhiều muối tí. Em tờ với anh luôn nhé. Ăn xong rồi, xong rồi. Há mồm ra, nước dãi nó cứ chảy từ trên đời này. Nhiều nó gái lắm nhỉ. Anh lấy cho em quả nữa. Ngon quá. Mà chua. Anh lấy, lấy. Hay là phải lấy quả siêu ti ti ấy, nó đỡ chua. Thử ra. À, anh phải lấy cho em quả già đã. Anh thử quả già với quả non. Đây, trên này. Đây, mọi người nhìn này. Đâu nhỉ? Nó vàng. Chua. Bị gãy đâu nhỉ? Mà đây, trời thích ăn chua. Trên này. Úi Vin cẩn thận vào. Một dãy luôn. Đấy. Nhưng mà trên kia cao quá. Đấy. Nào, mày lấy quả già hay quả non? Cho em quả già. Đây, quả già đây. Bóc bóc ra. Wow. Con chó kia nó sủa mỏi mồm. Gặp anh em mình cứ chó sủa mỏi mồm. Không có ai nhà mà. Đóng cửa anh em. Ngó rồi. Ôi thôi. Đã ăn lại phải ăn quả. Anh phải ăn như này nè. Lấy nữa cho tôi ăn. Cặp vào đất một quả luôn. Đấy mày. Lại ra rồi. Có mấy quả me mà mình giữ như chó vậy nhỉ. Ây quả này già này. Có hột rồi. Ừ. Quả này già có hột rồi mọi người. Có mấy quả me thôi mà. Có hột thế nè. Chua. Khả năng quả non ngon hơn nhưng mà mình cứ thử quả già. Mình cứ thử quả già nó phải chấm nhiều muối. Quả này già ngon mọi người ạ. Chua quá. Ngon xấu nhỉ. Ai nhỉ. Ui. Chua quá. Mày. Đấy em lên đi. Đây là cùng những quả này mang về dã. Dã chẳng chéo đây. Dã như kiểu nhớt đây. Nhớt mì mơ ơi. Chua nhỉ. Lại chua nhé. Buốt hết cả lưng luôn. Không được. Phải lấy quả non ăn đỡ chua hơn mọi người. Quả già chú lắm. Đây quả này nó non. Không để ta kiếm quả non nhá. Mày con cho mày nói xem là có nên cho con nghiêm một nửa bên cạnh không? Ôi trời nước mắt rồi. Chua. Ôi chua vừa cay. Đấy. Quả này, quả chỉ nó phải thơ, màu nâu cơ. Quả này vẫn còn màu xanh này. Xanh bần bần. À, non thôi. Nâu nâu này. Ở đây là mùn hay là bẩn đấy? Bẩn đâu mà bẩn cái mùn của quả. Cái lông nhỉ. Ừ. Wow. Chua. Lại tiếp tục cái chương trình gọi là dãi chảy như mưa. Anh ơi. Anh ơi. Ừ? Nhảy xuống ăn trộm lá cây ghém. Ừ. Lá gì nhỉ? Là cây cây cải. Cải. Cải canh ghém. Mấy cả lá sung nữa. Là sung nữa. Để em ăn thử. Chờ tí nhá. Anh ăn trộm vừa vừa nhưng người ta chửi hết. Anh ơi lấy luôn cái sung. Nào. Hả? Lấy luôn là sung. Đây trước tay anh đây. Đây á? Ừ. Đây ăn gì? Cây sung đấy. Để em thử. Đây còn một cây nữa. Để làm gì với cây sung? Phải.
Mọc từ tường bao ra nhỉ. Rồi, ok. Cô chị sạch cái bẩn này đi cho ăn. Đất này. Ai ơi, em thử ghém cái này với cả lá cải em xem. Để một cái lá cải này, anh, lá cây non này, ghém với cả quả này. Góp góp. Chua chua cay. Chớm. Thế nào? Cảm giác ngon không? Đỡ chua không? Thấy thấy mày giật giật tao, giật giật kiểu như nó nổi da gà ấy. Chua. Chua. Ai mà chịu được ăn xem. Quả non càng chua cơ. Không, không chua. Ai mà xem được đến đây mà chưa uống nước bọt thì gọi là cao thủ. Cá ngang như kiểu mù tạc đấy anh ạ. Thế mù tạc nó làm từ cái này mà. Thôi đấy. Điều làm gì mù tạc làm từ cái này. Lá cải mà anh mà không biết là rau cải mà không biết. Mù tạc cải á? Thì sao người ta không bảo là mù cải? Thì mày im mồm, mày biết cái gì? Hỏi hỏi. Ôi, thôi là thế hôm nào em với anh thử chế mù tạc đi. Thế cứt. Cháy nhiều ra. Im mồm. Cháy nhiều gì? Hỏi nhiều. Mày thế mày mày biết mày chui từ đâu ra? Mím để. Mày nứt từ đống cứt ra. Có anh đi. Hỏi lắm. Đang ăn cứ phải hỏi. Đây bây giờ phải thử cái miếng cải này cái xong cái đã rồi tiếp cái câu chuyện. Em phải chống cho anh. Không cần. Anh mới ngon để thêm cái cục này. Ôi. Ui ghê răng. Nó phải dí cái mồm này nữa rồi. Phải nhai thật từ từ. À. Tay em ấy. Cắn phát nó ghê phát nó sốc lên này. Khả năng món này hiểu. Anh ơi, lấy quả kia đi. Lấy cho em cái quả nhỏ nhỏ kìa. Quả nhỏ ăn đi. Quả nhỏ nhỏ kìa. Chả tiếp á? Ừ. Mày chưa bị ghê răng à? Tao ăn hai quả ghê răng quá. Đây, quả nhỏ đấy. Không phải. Căn bản lúc nãy mình nhá quả già nó có hột đấy. Ở trong nó khụp một cái. Ui, bây giờ ghê răng. Kinh điển. Ôi. Ngon lắm. À rồi anh ăn đi. Anh thử đấy. Ghê răng. Thôi tao chuẩn bị tao đi bón. Anh thử miếng. Cho đây ngon lắm. Tao đi bón phân. Anh thử miếng. Thôi. Chê à. Ăn thế thôi. Ăn đi. Không, tao nghi ngờ lắm. Nghi ngờ gì? Nghi ngờ. Cười cứt đấy. Ăn đi. Tao đi bón phân đây. Anh thử miếng này lắm. Không thử. Thử đi thôi. Không, tao biết ngon được. Ngon lắm. Không. Không thể nào ăn. Có được không? Chua. Chua rồi à? Chua. Ơ chỉ chua rồi á? Ừ. Ghê răng quá. Ghê răng á? Hả? Ui xì lê bằng kế. Xì lê bằng kế. Chỉ chua rồi á? Em cho mấy miếng ớt vào mà không cay. Không cay một tí nào. Ơi. Chua. Kinh nhỉ. Thôi đi 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 bón phân đi. Đi. Em mình đi. Cái món này nói chung là chỉ ăn ít thôi, xót ruột ghê răng lắm mọi người ạ. Ê. Ê. Tú đợi em. Cái tơ hồng của bác
Anh ơi. Đây. Ngồi lên. À, mày ngồi lên đây để tao hót mày. Đừng lên đỉnh. Đừng lên đỉnh Olympia. Thăng 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 thăng. Ngồi lên. Quả này đừng kịp vô địch đấy. Đừng kịp vô địch vào. Em đi đây. Đi đây. Ăn không? Anh lấy anh ném đi. Không ném trèo lên mà lấy. Trèo chó cắn vô đây. Chó cắn ở trên cây à? Phải cho tao xin quả cam nhá. Vâng. Mình xin được gáy mà. Tiệt châu. Không phải là mình gắn trộm đâu. Nói chung là mình ngó vào xem có ai không để xin nữa mà. Ấy là giòn lắm. Gãy đây. Gãy gãy chậm chậm. Sắp Tết rồi đấy. Ui giòn lắm ấy. Sắp Tết rồi mất ăn Tết. Mày thích ăn quả nào? Cái gì cho em đây? Từ từ. Cái chung to to nhỏ nhỏ đây. Có một quả chín mấy quả xanh nữa. Đây cái quả. Có 3 quả đấy. Một quả nhỏ, một quả bé bé, một quả to chín đây. Không phải cho em không? Mình lên mình lấy. Đấy. Bảo lấy quả chín nhưng anh chẳng lấy. Lấy được cái cành tóc nó giòn lắm. Thôi không có chơi mà hỏng mất cốc. Tao lại bảo cho bây giờ rơi hỏng người ta mất ăn Tết. Những cốc ấy. Cốc cốc. Không đi chọc hết đấy. Những cốc ấy. Đây. 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 Ui, cành nào đấy. Kinh điển. Có quả nào gần gần đấy chín không nhỉ? Có một quả chín trên rồi, tận trên. Có hai quả cốc. Lên. Ôi lúc này lúc này. Ui. Tí nữa thì đụng mất ăn Tết. Đi 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 đi. Cháu chín nhá, cháu về đây. Cháu chín cháu về đây. Thò đầu, thò đầu lên cái thấy bà đang tưới rau. Tiền 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 tiền. Chấm cho xin miếng. Chấm cho nhá. Ừ. Ui. Mắc tít rồi. Mắc mắc. Anh. Ê. Ê. Quá wow, ông cóc không à. Miếng nào. Em ăn miếng nào. Xin miếng. Chấm được xin miếng à. Ủa kia lại có cả. Chọc bẩn vơi. Kiểu 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 kiểu. Cái gì? Anh ăn trái không? Cái gì? Ăn trái. Ui, kinh tông bả nó phát ra một láo tiết. Bỏ cái này ra. Láo gì mà láo. Ngảo mất cái vòng nguyệt quế của nguyệt, em ạ. Nguyệt cái gì? Dừng lại. Hả? Ăn trái. Ăn trái cái gì? Ăn trái ạ. Mày tin tao bả ra một phát không? Anh điên ăn trái mít đây. Mày phải nói rõ là trái mít nhá. Đâu rồi? Láo tiết. Đâu? Trái mít đi chứ gì vậy? Mày tin tao cho chẳng nghĩ cả... ăn củ mít à? Mày tin tao cho cả cái thìa kia thìa thức ăn này vào mồm mày không? Hả? Đi. Đâu chờ đấy. Không được ăn trái mít này tiệm lắm. Ơi, anh bắt cho em cái trái này nè. Trái nhỏ nhỏ đấy. Dạ. Trái nhỏ đây. Chát nè. Trời. Chát nhưng mà ăn sướng. Đây. Đây là giải mít mọi người ạ. Đấy. Quả mít non đấy. Đây này. Phải cậy bỏ cái này đi. Cậy cái gì? Cậy bỏ cái này nè.
Đây là nhựa này. Bỏ cái phần nhựa đi. Hôm nay chua chua chát đắng cay cuộc đời là ăn đủ thứ. Được. Ai, chát quá. Khá là chát đấy. Xít mồm nhỉ. Ôi, ăn cái này chỉ tắc ỉ ấy. Hơi bị chát đấy mọi người ạ. Không được. Phải ăn cái quả nào nó to to ấy. Chứ quả non này nó chát lắm. Phải ăn quả nhỏ ấy. Quả nhỏ nữa nào. Quả siêu nhỏ ấy. Chát lắm, hay ăn thử quả to to kia nhỉ. Đâu. Kia nữa. Anh lấy đi. Lấy quả to nhất cho anh thử em nữa. Này. Ui, nhựa. Thử quả dài to xem là nó chát không. Thấy nhựa chua này. Chua quá. Chua gì? Mè á? Mè. Ui, nhựa. Quả này mua đấy, chua đấy nhỉ. Ôi, hình như trên mạng nó bán cả dái mít đấy. Lấy đâu? Có. Dái mít. Còn dái gà thì có. Làm gì có ai trên mạng bán dái mít. Quả này ngon không? Thử cho mình biết đã. Chát đâu? Làm thử miếng. Chát lắm. Chát thôi. Chát quá. Nước. À. Nói chung là cái này không ngon như mọi xích. Người đồn đoán bảo tuổi thơ dữ dội đâu mọi người. Xích thật quá. Ngày trước mình ăn nhưng mà nó cũng như thế này thôi. Khả năng là do ngày xưa không có nhiều thứ ăn như bây giờ. Ôi, bây giờ anh em mình đi bón phân. Đi, mình đi ăn uống sập ruột lắm rồi. Đi ra là kiểu những ngôn mình muốn ăn rồi chán rồi. Anh nhìn một cái băng thì đi phân. Bữa mày hất cả cái phân vào bát thấm rồi. Đâu? Đây này. Đây chả cứt à. Thế thì bỏ đi. Đùa. Làm ăn được cái gì đấy buồn. Đấy là phá rồi. Đó đi ăn uống gì nữa. Đi vội em chán nữa đâu. Cầm bát đấy. Dạ, đi bỏ phân rồi. Về ba con phải chờ ta đi. Không. Tao chờ mày từ lúc rồi. Đi ăn gì đấy. Ai thích á? Không đi nữa đâu. Đi bón phân đấy. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn thiện cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nha. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 898688 mình để trên màn
để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.